Thưa quý vị, liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong sau khi đi hút mỡ bụng, thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an yêu cầu bệnh viện thẩm mỹ Quang Hu ngưng hoạt động kể từ ngày 18 tháng 10 cho đến khi có thông báo kết luận điều tra vụ việc của các cơ quan chức năng. Đáng chú ý là theo lời kể của chồng nạn nhân, sau khi mất liên lạc với vợ thì anh đã đến thẩm mỹ viện yêu cầu được gặp vợ nhưng bị từ chối, chỉ khi anh đòi báo công an thì mới được gặp vợ của mình. Theo đó nữ bệnh nhân tử vong, 50 tuổi, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo chồng nạn nhân, chi phí cho ca hút mỡ bụng của vợ ông ở bệnh viện thẩm mỹ Quang Hu là 70 triệu đồng. Bác sĩ phẫu thuật do vợ ông yêu cầu phẫu thuật vì tin tưởng vào tay nghề. Tối hôm phẫu thuật xong, vợ ông than mệt, tới sáng hôm sau thì ông không liên lạc được. 8 giờ sáng ngày 17 tháng 10, ông được bác sĩ phẫu thuật chính thông báo tình trạng vợ ông vẫn khỏe. Tuy nhiên do từ trước đó đã nghe vợ nói mệt, ông yêu cầu bác sĩ quay video để thấy mặt vợ nhưng bị từ chối. Quá sốt ruột, ông tức tốc tìm tới bệnh viện thẩm mỹ thì bị nhân viên nơi đây ngăn cản không cho lên phòng. Ông phải nói sẽ báo công an thì mới được vào. Chạy đi tìm vợ, ông hốt hoảng khi thấy vợ mình đang nằm bất tỉnh. Ông yêu cầu đưa vợ đi cấp cứu ngay nhưng bác sĩ vẫn không chuyển bà đi cấp cứu.